Hà Nhập 123 hôm nay xin giới thiệu với các bạn một chiếc mẫu điều hòa của hãng Panasonic có model là CS401DZ với công suất là 16.000 BTU, tương đương với dành cho phòng từ 18 đến 28 m² và được ra mắt năm 2021 ạ. Và với chiếc bản điều khiển này thì nó sẽ có đầy đủ những tính năng như là khử khuẩn này, hay là khử mùi, lọc không khí và có tính năng hẹn giờ. Đấy. Và với công nghệ là làm lạnh nhanh và sâu hơn, có chức năng inverter, chống khô da, khử mùi, cùng nhiều tính năng được cải tiến, tạo thêm nhiều tiện ích cho người dùng hơn. Và đặc biệt là sẽ có công nghệ nano X, tức là làm sạch và ngăn chặn các chất ô nhiễm trong không khí. Đấy. Và tất nhiên đây chính là điều hòa hai chiều làm mát và sưởi ấm. Đây là một tính năng không thể thiếu giúp bạn và gia đình có thể thoải mái hơn trong những ngày hè oi ả hay là mùa đông buốt giá. Công nghệ còn có thêm chức năng là công nghệ chống bụi hay là chống nấm mốc này. Giàn nóng thì chịu nhiệt tốt. Đấy, đặc biệt là cái này thì sẽ sử dụng ga R32. Và đây thì chính là công suất trên 16.000 BTU, thì tức là chúng ta có thể sử dụng được điện 220V của Việt Nam được. Đấy, rất là tiện ích cho chúng ta. Và sản phẩm này thì đang có sẵn tại cửa hàng Quà Nhật 123. Các bác có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm thì hãy gọi theo số hotline 0947 286 123 để được hỗ trợ. Và hẹn gặp lại các bác ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của Hàng Nhật 123 ạ.